Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Ba cán bộ bệnh viện bị khởi tố vì giúp tội phạm né thi hành án. Khởi tố đại úy quân đội dởm lừa đảo tiền tuyển sinh ở Yên Bái Bắt nhóm đối tượng thuê ô tô đi từ Đà Nẵng đến Huế bắt giữ người trái phép Bắt giám đốc công ty ở Con Tum chém gió lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng Hai tên cướp điện thoại tháo chạy 3 km vẫn bị đặc nhiệm hình sự thành phố Hồ Chí Minh quật ngã Bắt đối tượng dùng bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng ở Ninh Thuận Khởi tố 6 đối tượng chuyên đuôn nóng xe máy tại Đồng Nai khởi tố thanh niên một tháng 5 lần trộm tài sản, tiền công đức tại chùa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Ba cán bộ bệnh viện bị khởi tố vì giúp tội phạm né thi hành án. Ngày 17 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về hành vi giả mạo trong công tác. Ba người bị khởi tố gồm có Tống Xuân Hải sinh năm 1976, điều dưỡng khoa nội tổng hợp, Hán Quang Trung sinh năm 1980, cán bộ phòng kế hoạch tổng hợp và Đinh Quốc Phương sinh năm 1981, cán bộ khoa truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo tài liệu điều tra, vụ án bắt nguồn từ việc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn kiến nghị của cử tri thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh về việc 3 trường hợp được hoãn thi hành án nghi vấn trái quy định của pháp luật. Theo đó, cuối năm 2015, Đặng Thị Mến sinh năm 1972 ở khu Nam Tiến, thị trấn Phong Châu, phạm tội chứa mại dâm và bị Tòa Nhân dân thành phố Việt Trì đưa ra xét xử, tuyên phạt 5 năm tù giam. Sau đó, thông qua các mối quan hệ xã hội và biết Đinh Quốc Phương, khi đó đang là cán bộ khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đặt vấn đề làm giúp bệnh án suy tim độ 3 để được hoãn thi hành án. Phương nhận lời giúp và nhờ Tống Xuân Hải là điều dưỡng khoa nội tổng hợp làm hồ sơ thủ tục nhập viện cho Mến với chẩn đoán viêm phế quản co thắt. Đến khi ra viện, Hải tự đánh máy giấy ra viện có thêm chữ suy tim vào mục trần đoán và giả chữ ký của bác sĩ điều trị là Lê Thị Anh Đào rồi đưa cho Phương đi trình ký. Với giấy ra viện này, Phương nhờ Hán Quang Trung trích sao tóm tắt bệnh án của Mến có chẩn đoán là suy tim độ 3. Khi sao bệnh án, Trung đã thêm chữ suy tim độ 3 vào mục trần đoán của bản trích sao và không vào sổ theo dõi trích sao bệnh án. Sau đó đối tượng tự điền số đem đi trình ký và đưa cho Phương để đưa cho Mến. Sau khi có giấy tờ giả mạo trên, Mến đã làm đơn đến Tòa Nhân dân huyện Phù Ninh để xin hoãn thi hành án. Căn cứ vào hồ sơ bệnh án trên, ngày 4 tháng 2 năm 2016, Tòa Nhân dân huyện Phù Ninh ra quyết định hoãn thi hành án phạt tù đối với Mến, lý do hoãn, đang điều trị suy tim độ 3, thời hạn hoãn 12 tháng. Quá trình mở rộng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ còn làm rõ. Thông qua Mến, ba bị can là Tống Xuân Hải, Hán Quang Trung, Đinh Quốc Phương còn làm giả bệnh án cho nhiều người khác nhằm hoãn thi hành án tại Phú Thọ. Căn cứ vào các hành vi vi phạm của đối tượng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tống Xuân Hải, Hán Quang Trung và Đinh Quốc Phương về hành vi giả mạo trong công tác. Khởi tố đại úy quân đội dởm lừa đảo tiền tuyển sinh ở Yên Bái Ngày 17 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Công Dũng, sinh năm 1995, trú tại thôn Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó ngày 14 tháng 3, công an huyện Văn Yên nhận được thông tin về việc trên địa bàn xã Quang Minh và xã Ngòi A, huyện Văn Yên có đối tượng tên Dũng giả danh bộ đội môi giới tuyển sinh vào trường thiếu sinh quân ở tỉnh Thái Nguyên và nhận tiền lo thủ tục tuyển sinh. Sau đó cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra xác minh vụ việc. Quá trình điều tra xác định anh Đặng Văn Thức sinh năm 1987, trú tại thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết qua ứng dụng Patting trên điện thoại đã làm quen kết bạn với Lường Công Dũng. Quá trình làm quen, Dũng giới thiệu hiện đang công tác trong quân đội, cấp hàm đại úy. Qua các cuộc trò chuyện, anh Thức đã mời Dũng sang nhà chơi. Tại đây thì Dũng đã hứa sẽ xin cho con anh Thức học ở trường thiếu sinh quân tại tỉnh Thái Nguyên nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2 tháng 3, Dũng đưa Thức và con trai anh này sang Thái Nguyên để làm hồ sơ nhập học. Sau đó Dũng nói hiện nay trường đang đóng cửa vì tình hình dịch Covid-19 nên không vào trường được, phải chờ thêm một thời gian nữa. Trong thời gian chờ nhập học, Dũng cần đi gặp một số thầy cô trong trường để cảm ơn trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc nhập học sau này của con Anh Thức. Do cả tin, Anh Thức đã ba lần đưa cho Dũng tổng số tiền là 29 triệu đồng. Số tiền nhận được từ Anh Thức, Dũng đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngày 15 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã triệu tập làm việc đối với Lường Công Dũng để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự giác giao nộp 7 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan. Theo cơ quan công an, ngày 11 tháng 11 năm 2021, Lường Công Dũng từng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Căn cứ kết quả điều tra ngày 16 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lường Công Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ. Bắt nhóm đối tượng thuê ô tô đi từ Đà Nẵng đến Huế bắt giữ người trái phép Ngày 17 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích xảy ra tại Huế. Trước đó vào chiều ngày 14 tháng 3, Trần Hải Hồ Nam sinh năm 1996, trú ở xã Thủy Bằng thành phố Huế, giả vờ mượn xe Exciter mang biển kiểm soát 37P1 21367 của Hoàng Đình Thái sinh năm 2000 chú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, là sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng rồi chiếm đoạt. Ngay sau đó Thái đến công an phường Hòa Minh để trình báo sự việc. Đến trưa ngày 15 tháng 3, Thái cùng với Trần Hoàng Vĩ sinh năm 2000, sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nghĩ ra kế hoạch giả trúng thưởng của Shopee để gặp và bắt giữ Nam giao cho công an xử lý. Vĩ lúc này nhắn tin cho Nam giả thông báo Nam vừa được trúng thưởng trên Shopee và được Nam hẹn gặp tại thành phố Huế để nhận thưởng. Sau đó Thái rủ thêm Trần Quang Nhật sinh năm 1997, Đào Quang Ngọc sinh năm 1988, cả hai cùng chú tại thành phố Đà Nẵng đi Huế xử lý vụ việc. Vĩ cùng Thái thuê ô tô Mazda biển kiểm soát 43A 41206 để đón Nhật và Ngọc đi từ Đà Nẵng ra thành phố Huế. Khi đến Huế vào chiều ngày 15 tháng 3, nhóm bốn thanh niên này ngồi tại 15 Đinh Tiên Hoàng thành phố Huế để đợi Nam. Một lúc sau thì Nam đi xe taxi đến và xuống xe lúc này vĩ cùng các đối tượng xông ra dùng chân đá vào lưng và bắt giữ nam nhóm này tiếp tục khống chế chói nam và đưa lên xe ô tô trở vào đà nẵng với mục đích giao cho công an phường hòa minh để xử lý khi đến trạm thu phí bắc hải vân ở thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vào đêm cùng ngày thì bị công an yêu cầu dừng xe đưa về trụ sở làm việc tại trụ sở công an thành phố huế qua đấu tranh khai thác bốn đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình qua quá trình điều tra thì cơ quan công an xác định Thái, Vĩ, Nhật, Ngọc có hành vi đánh đập, khống chế, bắt giữ nam và có dấu hiệu phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Hiện công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Bắt giám đốc công ty ở Con Tum chém gió lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng. Công an tỉnh Con Tum cho biết, ngày 16 tháng 2, căn cứ kết quả giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Thị Thảo, sinh năm 1984 ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Tâm Solar, trụ sở tại đường Đoàn Thị Điểm, thành phố Kon Tum để điều tra theo quy định. Công an xác định ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chí liên tục thực hiện các hành vi gian dối như lấy tên giả Trần Hoàng Khải để giao dịch. Đưa thông tin giả có lô đất chính chủ trong một khu đô thị và công ty trách nhiệm hữu hạn thành tâm solar có công trình kinh doanh năng lượng mặt trời, cần vốn đầu tư, công trình này có lãi cao. Người này còn nói dối có việc đấu giá đất tại khu vực sân vận động tỉnh Con Tum và có khả năng tham gia mua đấu giá đất tại khu vực này. Bằng các thủ đoạn trên, Chí đã lừa bà Vũ Thị Thảo hơn 2,4 tỷ đồng. Sau mỗi lần được bà Thảo chuyển tiền, Chí đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án, Công an tỉnh Con Tum đề nghị các cá nhân đã giao dịch với Trí chủ động liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Con Tum số 33 đường Tạ Quang Bửu, phường Duy Tân, thành phố Con Tum để cung cấp những thông tin liên quan. Hai tên cướp điện thoại tháo chạy 3 km vẫn bị đặc nhiệm hình sự thành phố Hồ Chí Minh quật ngã. Ngày 17 tháng 3, đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao Nguyễn Hoàng Phúc 27 tuổi và Nguyễn Huỳnh Anh Khoa 22 tuổi cùng ngụ quận 10 cho công an phường 5 quận 3 điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu khoảng 21 giờ 40 phút ngày 16 tháng 3, Phúc điều khiển xe máy chở theo Khoa áp sát giật phăng điện thoại iPhone của một nam thanh niên đang đứng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Lúc này các trinh sát đặc nhiệm hình sự tuần tra phát hiện tăng ga truy đuổi Đến giao lộ Tôn Thất Tùng Bùi Thị Xuân quận 1, cách hiện trường vụ cướp khoảng 3 km, Phúc và Khoa bị tổ tuần tra ép xe khống chế đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Bắt đối tượng dùng bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng ở Ninh Thuận. Ngày 17 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Ninh Thuận Chủ mưu trong vụ án này là ông Nguyễn Trung Nguyên, 46 tuổi, ngụ ở thành phố Phan Rang Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyên đứng tên sử dụng 13 hecta đất ở thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Tháng 6 năm 2020, Nguyên đã bán và sang tên quyền sử dụng 13 hecta đất này cho bà NTMT, chú ở phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Tràm. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2021, Nguyên sử dụng những bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13 hecta đã bán cho bà T để tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13 hecta này cho hai người khác và nhận tiền đặt cọc là hơn 1,5 tỷ đồng. Từ nguồn tin tố giác của các nạn nhân, ngày 29 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị ai là người bị hại của vụ án này thì đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận để trình báo. Khởi tố 6 đối tượng chuyên đua nóng xe máy tại Đồng Nai. Ngày 17 tháng 3, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập hồ sơ khởi tố 6 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Thời gian qua tại thành phố Long Khánh nổi lên tình trạng mất trộm xe máy lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các công an trên địa bàn chủ động nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để ra soát các đối tượng trong diện nghi vấn để theo dõi, xác minh nhằm phục vụ công tác điều tra. Trinh sát cũng được huy động vào cuộc để thu thập tin tức, tài liệu, hình ảnh từ camera an ninh xung quanh hiện trường các vụ mất trộm tài sản để xác minh đối tượng gây án. Sau một thời gian đeo bám đến đầu năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã lần lượt bắt giữ các đối tượng tham gia vào đường dây trộm cắp tài sản này. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai, để có tiền tiêu xài đã cấu kết thành nhóm chuyên trộm cắp tài sản, nhất là xe máy dọc tuyến quốc lộ 1, đoạn từ huyện Xuân Lộc đến huyện Trảng Bom. Sau khi lấy được tài sản thì các đối tượng đem cất giấu và tìm người có nhu cầu để bán lại. Cụ thể, ngày 24 tháng 8 năm 2021, Lương Công Nhân, thường gọi là Nhân Chó, 34 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh, và Lê Văn Tuấn, 33 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh, đã đột nhập vào kho trái cây của chị Trần Thị Thu ở xã Xuân Định, lấy trộm một máy tính sách tay trị giá khoảng 4 triệu đồng. Cùng thời điểm này, các đối tượng tiếp tục lấy trộm một xe máy trị giá khoảng 14 triệu đồng của ông Cao Văn Hòa, là nhân viên cây xăng Thắng Lợi thuộc phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, sau đó bán tài sản và chia nhau tiêu xài. Đến ngày 5 tháng 9, Nguyễn Trần Nhật 37 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Lưu Lê Đình Thuận 30 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc đã lấy trộm xe máy hiệu SH trị giá khoảng 35 triệu đồng của anh Trần Quốc Đạt, ngụ ở phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, rồi mang vào gửi tại bãi xe bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Sau đó hai đối tượng này tiếp tục lấy trộm một chiếc xe máy khác của anh Đỗ Văn Lượng, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom đem đi cất giấu. Sau khi các đối tượng mang xe trộm được đi bán thì bị công an phát hiện bắt giữ. Vụ án hiện đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ. Khởi tố thanh niên một tháng 5 lần trộm tài sản, tiền công đức tại chùa. Ngày 17 tháng 3, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kim Phúc, 29 tuổi, ngụ tại xã Hương Long, huyện Hương Khê để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Phúc đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành án phạt tù, quay trở về địa phương sinh sống từ tháng 11 năm 2021. Đầu tháng 2 năm 2022, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phúc đột nhập vào nhà thờ họ Trần Kim, xã Hương Long, lấy trộm hòm công đức. Bên trong có số tiền là 1,6 triệu đồng. Gần đây nhất ngày 14 tháng 3, Công an thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Đê, 21 tuổi và Nguyễn Anh Quy, 18 tuổi, cùng ngụ tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. TVD, 16 tuổi, ngụ phường Kỳ Trinh, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên được bàn giao cho gia đình quản lý. Trong khoảng hơn một tháng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa ở huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, lấy đi số tiền gần 17,5 triệu đồng. Trong 5 vụ trộm mà nhóm này thực hiện, nổi cộm nhất là vụ D và D trộm cắp tài sản tại đền Hoàng Thành ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, lấy trộm một két sắt đựng tiền công đức, sau đó trở đến nơi vắng vẻ, dùng búa sắt phá vỡ két sắt lấy số tiền 10 triệu đồng. Dạng sáng ngày 6 tháng 3, nhóm trộm hai vụ tại đền thờ lấy đi số tiền gần 4 triệu đồng. Tất cả số tiền trộm cắp được đều chia nhau. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!